Xin chào tất cả bạn. Hôm nay mình làm cái clip này là thứ nhất là xin cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, đã đăng ký theo dõi kênh YouTube CD Piano của mình. Mình không ngờ là trong một khoảng thời gian rất là ngắn thì kênh của mình đã đạt được 23.000 bạn đăng ký. Thì đó là một cái con số mình chưa từng mơ ước. Cái việc thứ hai mình muốn nói đến ở đây đó là vừa qua thì mình bị hai cảnh báo bản quyền bên Hồng Ân Media. Thì về hai bài hát đó là Duyên Mình Lỡ và Em Đã Thấy Anh Của Người Ấy, hiện tại kênh đang bị hai gậy bản quyền, thì có nghĩa đồng nghĩa với việc là kênh của mình đang nằm trong trạng thái không an toàn, có thể bị cái gậy thứ ba bất cứ lúc nào. Về cái vấn đề bản quyền thì bên Hồng Ân Media có yêu cầu là trả phí tác quyền với được sử dụng, thì cái phí tác quyền đó là 1.000.000 đồng mà nhân với số năm sử dụng. Đối với một cái kênh mà không có lợi nhuận và cũng không về thương mại và cũng vẫn kiếm tiền với kênh của mình thì mình cũng không có nhiều tiền để mình gỡ những cái gậy đó, cho nên là cái phương án mình đưa ra là có thể mình sẽ xóa tất cả các clip piano karaoke trên kênh của mình. Về cái việc mà làm clip piano karaoke á, thì đó là những cái việc mà vi phạm bản quyền, cho nên là mình sẽ không đề cập đến những cái vấn đề đó nữa. Những cái clip mà xóa ở trên YouTube thì các bạn có thể inbox mình ở những cái video đều có những cái đường link của mình ở dưới phần mô tả, link fanpage hoặc là Facebook cá nhân của mình. Các bạn có thể liên hệ mình để xin những cái clip đó thì mình sẵn lòng chia sẻ với các bạn. Về cái việc thứ ba là mình thông báo cho các bạn là ngoài kênh CD Piano của mình thì mình còn một kênh dự phòng khác, đó là CD Studio. Cái kênh này thì lập ra với cái mục đích là đăng những cái clip cover của các bạn mà mình là người làm nhạc. Về những cái beat mà nằm trên đó thì các bạn vẫn có thể inbox mình thì mình vẫn sẵn lòng chia sẻ với các bạn những cái clip ở trên đó. Thì một lần nữa thì mình xin cảm ơn tất cả bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ mình, và mong là những cái dự án sắp tới thì các bạn vẫn luôn đồng hành với mình. Thì một lần nữa mình xin cảm ơn và chúc các bạn một buổi tối an lành. Xin chào và xin cảm ơn.